Thưa quý vị, thì ung thư vú vẫn đang là một mối quan tâm trên toàn cầu. Tuy chỉ có hai từ đơn giản nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe cũng như là cuộc sống của rất nhiều người bệnh. Và đối với người phụ nữ, khi được chẩn đoán mắc ung thư vú thì có lẽ đây là một hành trình vô cùng gian nan về sức khỏe, thể chất cũng như là tâm lý cho các mối quan hệ xung quanh nữa. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới tiến sĩ bác sĩ Lê Hồng Quang. Đó là bác sĩ có thể cho biết về tổng quan tình hình ung thư vú tại Việt Nam hiện nay được không ạ? Vâng, nhìn chung về ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam thì có 3 điều chúng tôi cũng muốn nói. Thứ nhất là đây là căn bệnh ác tính mà hay gặp nhất ở phụ nữ Việt Nam. Và ung thư vú thì chiếm khoảng 1/4, 1/4 cái số mà bệnh lý ác tính ở phụ nữ. Đấy. Thế và các cái con số thống kê thì trong cái phóng sự vừa rồi chúng ta cũng đã biết là mỗi năm chúng ta có hơn 21.000 ca mới mắc. Thế và hiện tại thì trong cộng đồng có khoảng hơn 60.000 trường hợp phụ nữ mắc ung thư vú đang chữa bệnh và đã chiến thắng bệnh tật, sống cùng với căn bệnh này trong cuộc sống. Điều thứ hai chúng tôi muốn nói là các cái thành tựu về chẩn đoán, điều trị cũng như là phục hồi chức năng rồi là theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân ung thư vú thì cũng đã thường xuyên được cập nhật. Thế và tại các cái trung tâm lớn về điều trị ung thư của Việt Nam thì các cái phác đồ cũng như thuốc men rồi các kỹ thuật điều trị thì mình cũng đã cập nhật tốt so với thế giới, và tất cả những gì tiến bộ nhất, những gì ưu việt nhất của y học thế giới thì cũng đã được thực hiện tại Việt Nam cho bệnh nhân ung thư vú. Cái điều thứ ba tôi muốn nói là ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam thì có một cái đặc điểm là cái độ tuổi trẻ, tức là cái tuổi mắc cao nhất ở phụ nữ Việt Nam thì nó trẻ hơn so với phụ nữ Âu Mỹ độ khoảng 10 tuổi, nhưng cái đỉnh cao mắc là khoảng 45 đến 55. Thế còn ở phụ nữ Âu Mỹ thì cao hơn, từ 55 đến 65. Thì điều đó thì nó có ý nghĩa gì? Với cái số lượng chị em phụ nữ mắc ung thư ở cái tuổi trẻ thì có nghĩa là chị em ngoài cái việc mà phải đương đầu với căn bệnh thì đấy còn là cái độ tuổi mà cũng rất là sung sức trong cái cuộc sống, trong lao động, thế rồi là trong các cái giao tiếp xã hội. Thì chị em phụ nữ cái tuổi trẻ như thế mà lại mắc ung thư vú thì cũng sẽ có rất nhiều các cái ảnh hưởng về cuộc sống rồi về giao tiếp xã hội. Thế và đặc biệt là liên quan đến một cái vấn đề mà cái chương trình của chúng ta hôm nay đề cập đến, đó là cái phẫu thuật tạo hình để mà đem lại cho người phụ nữ cái chất lượng cuộc sống. Tức là không chỉ là chúng ta phải chữa khỏi cho người bệnh mà còn phải đem lại cái chất lượng sống cho người bệnh. Vâng, như là bác sĩ Lê Hồng Quang cũng vừa chia sẻ, đó là cái tỷ lệ ung thư vú ở Việt Nam đang dần trẻ hóa đúng không ạ? Vậy thì xin bác sĩ Luân có thể chia sẻ cho chị em chúng tôi được biết